Ok, nếu mà không đâu thì nói nha. Cũng như từ hàng năm, công ty Nha Phát chúng ta đã tổ chức buổi đi du lịch, thì coi như là đây là cái chương trình đặc biệt của công ty cứ hàng năm như vậy. Thì hôm nay mình đi đến cái tên núi này cũng rất là vui, phải không? Mọi người thấy sao? Tên núi có vui không? Núi và biển phải không? Thì bây giờ sau một năm làm việc, tất cả mọi người cũng đều mệt mỏi và tinh thần căng thẳng. Thì hôm nay là một bữa mà là một ngày hai ngày để tất cả mọi người được xả hết tất cả những cái gì mà căng thẳng trong năm qua để mà bắt đầu về làm một năm mới. Hy vọng mọi người làm việc nhiều hơn nữa nha. Và bây giờ đó thì bây giờ tối nay á tối có chương trình là ăn gala dinner xong, và mọi người có muốn lựa chọn hay không hả? Tại sao là tự do mà coi như là không muốn lựa chọn phải không? Rồi là chắc là lựa chọn không có rồi nha. Thôi như vậy thì tất cả mọi người phải ăn uống ngon lành, rồi sau đó là xuống núi, là đừng, nhưng mà đừng xài thì quá nha. Vậy là không cho ứng tiền đâu.